tiết giáo dục địa phương 6 tuần này, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu về chủ đề cách để làm tốt bài thi tự luận. Trước hết, các em nên đọc kỹ đề trước khi làm bài. Điều quan trọng trước tiên đối với môn thi tự luận là các em phải đọc kỹ đề thi trước khi làm bài. Việc đọc kỹ đề bài có thể mất thêm một chút thời gian, nhưng lại giúp các em tránh làm lạc đề và có thể tập trung ngay vào vấn đề trọng tâm khi làm bài. Điều thứ hai đó là các em nên làm trước những câu mà các em cảm thấy chắc chắn. Đối với môn tự luận, các em nên làm trước những câu hỏi mà mình cảm thấy thuộc và làm chắc chắn nhất. Việc làm trước các câu này cũng giúp các em hệ thống các kiến thức có sẵn trong đầu một cách tốt hơn. Nếu các em làm những câu này vào cuối giờ thi, có thể sẽ rơi vào trạng thái làm bài gấp gáp và các em sẽ quên những kiến thức có sẵn vì áp lực thời gian và bối rối khi cố nhớ lại kiến thức của mình. Điều thứ ba đó là các em nên phân bổ thời gian hợp lý. Việc phân bổ thời gian làm bài hợp lý là vô cùng cần thiết để các em vừa có thể giải quyết nhanh gọn các câu hỏi dễ, vừa có dư thời gian để làm những câu hỏi khó hơn một chút. Và thứ tư là các em cần trình bày bài thi sạch sẽ, khoa học. Một bài thi tự luận thường chứa rất nhiều chữ, nhiều nội dung khác nhau. Do đó, ngoài việc làm đúng trọng tâm của đề bài, các em cũng cần chú ý đến vấn đề trình bày. Có thể chữ của các em không được đẹp lắm, nhưng nếu bố cục bài làm rõ ràng, dễ hiểu, không tẩy xóa thì cũng có thể tạo được thiện cảm của giáo viên chấm thi. Và có một môn mà các em sẽ thường kiểm tra với hình thức tự luận, đó chính là môn ngữ văn. Thì sau đây cô sẽ giới thiệu với các em 6 mẹo hay để làm bài thi môn ngữ văn đạt điểm cao nhé. Thứ nhất là các em cần nắm vững kiến thức và mức độ đề thi môn ngữ văn. Điều thứ hai đó là các em xác định đầy đủ chính xác yêu cầu của đề thi môn ngữ văn. Trước khi làm bài, các em cần đọc kỹ và xác định đầy đủ yêu cầu của đề thi. Đồng thời cần xác định đúng nội dung và hình thức trình bày bài viết. Điều này sẽ giúp các em không bị lạc đề và không bị mất điểm về hình thức cấu trúc bài văn. Các em nên xác định yêu cầu của đề thi trong thời gian nhanh nhất để cân đối thời gian làm bài, đồng thời hoàn thiện hết tất cả các câu hỏi, không được bỏ sót ý nào dù là nhỏ nhất. Thứ ba, tìm ý nhanh, đúng, đủ và sắp xếp triển khai hợp lý. Để bài thi môn ngữ văn đạt điểm cao thì trong phần làm văn, các em cần xác lập một hệ thống ý đầy đủ, sáng tạo, chặt chẽ và trình bày rõ ràng, diễn đạt chính xác. Bởi vậy, việc tìm ra cái ý chính luôn là điều quan trọng nhất khi giải quyết một đề văn. Để tìm ra ý, cần dựa vào yêu cầu của đề bài kết hợp với kiến thức các em đã học. Sau khi lập ra các ý, cần lưu ý xác định xem ý nào là chính, có vai trò quan trọng để dành thời gian phân tích kỹ hơn. Còn ý nào phụ thì chỉ cần phân tích ngắn gọn, tránh việc lan man, rộng dài. Thứ tư, xây dựng đoạn văn chặt chẽ và chuyển ý khéo léo. Các em cần rèn luyện xây dựng đoạn văn chặt chẽ và chuyển ý khéo léo, đồng thời xác định mức độ trình bày đối với mỗi ý. Trong đoạn văn, ý nào quan trọng thì cần được triển khai dài hơn, còn ý nào phụ thì trình bày lướt qua hoặc nêu tóm tắt. Thứ năm, các em cần tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc. Một bài thi môn văn đạt điểm cao luôn đặt ra yêu cầu về việc trình bày rõ ràng, sạch đẹp. Như vậy, một số lưu ý nhỏ được đặt ra đối với hình thức của bài thi môn văn là: thứ nhất, cần hết sức tránh việc tẩy xóa để tránh mất điểm từ việc bài thi xấu và bẩn. Trong trường hợp đã viết sai và bắt buộc phải sửa, các em nên sử dụng thước kẻ gạch đè lên nhẹ nhàng với độ đậm mực vừa phải. Các em không nên sử dụng bút xóa vì rất dễ bị coi là dấu hiệu của việc đánh dấu bài thi.
Ngoài ra cũng không nên gạch bằng tay, bài thi sẽ rất rối mắt và mất điểm trình bày. Thứ hai, cần tránh việc sai lỗi chính tả, tránh viết những câu văn cọc lóc, không có thành phần chủ ngữ, vị ngữ. Cần tránh các kiểu diễn đạt mập mờ và dễ gây ra hiểu nhầm cho người đọc. Để làm được điều này, trước hết các em cần diễn đạt đúng, nghĩa là nói và viết đúng ngữ pháp. Sau đó mới tiến hành luyện tập để viết các câu văn diễn đạt cảm xúc và mạch lạc hơn. Để diễn đạt hay, chúng ta cần vận dụng linh hoạt các kiểu câu, sử dụng linh hoạt các biện pháp tu từ để tăng sức gợi hình, gợi cảm, tạo nên chất văn. Đôi lúc chỉ cần thêm bớt hay thay một vài từ ngữ là câu văn đã hay hơn và sâu sắc hơn. Thứ sáu, các em cần phân bố thời gian làm đề thi môn ngữ văn hợp lý. Các em cần lưu ý điểm số của từng câu được ghi trong đề thi để chủ động phân chia thời lượng cho từng câu một cách hợp lý. Không nên viết nháp đoạn văn rồi chép lại, vì như thế sẽ không đủ thời gian. Các em chỉ nên gạch ra các ý chính thông qua các gạch đầu dòng, thông qua các nhánh cây, rồi lựa chọn các hình thức diễn đạt và viết ngay thành lời văn vào giấy thi. Nên dành ra khoảng 4 đến 5 phút cuối cùng của bài thi để lặp lại bài làm, rà soát các lỗi sai về chính tả, dấu câu, ngữ pháp. Với các mẹo nhỏ trên, hy vọng các em sẽ có được những kỹ năng làm bài thành thục và đạt điểm cao trong bài thi môn ngữ văn. Về nhà, các em hãy trả lời cho cô hai câu hỏi sau đây. Thứ nhất, để làm tốt bài thi tự luận, các em cần lưu ý những điều nào? Thứ hai, các em hãy nêu 6 mẹo hay giúp các em làm tốt bài thi môn ngữ văn. Tiết giáo dục địa phương 6 tuần này đến đây là kết thúc. Cô hẹn gặp lại các em trong các tiết học sau.